Chào cả nhà, cuối cùng mình cũng gặp được chị của mình rồi. Vinh Nguyễn Thị, cuộc sống Mỹ, cả nhà sư phụ mình á. Còn trong sáng Rồi, quá rõ chưa? ha. Quá chừng rõ lắm, đẹp quá. Ngồi thẳng thẳng lên đây. Các báo cáo mình nhét vô đi. Rồi, thoải mái hơn nè. Đứng cái Giờ mặt làm anh sao nữa cho nó đó. sáng đã. Chẳng lẽ Ôi cậy mà nguyên cái này ra. ơi em không sáng nổi đi, cái mặt em nó đen thui hà, mặt em da ngăm mà. No, ý là cái vùng chỗ của em nó bị tối chứ không phải da. Sáng nổi không, kệ nó đi chị. Rồi. Xin chào các bạn và các em nhỏ. Hôm nay theo lời yêu cầu của các bạn bấy lâu nay là mình phải gặp 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 bé này nè. Bé này tên gì tự giới thiệu đi nha. Tên là Nhung, cuộc sống là Nhung Hà, cuộc Nhung sống Hà, Mỹ. Nhung Hà cuộc sống vùng núi ở Mỹ. Gặp chị bên Can, Vinh Nguyễn Thị cuộc sống ở Mỹ. Hai chị Làm em sao gặp nhau. giờ gặp, làm sao gặp nhau á, hai người bụng đều no hết rồi các bạn ơi. Bây giờ mình phải kiếm cái gì đó để em vui vui gửi tặng đến cho các bạn nha. Thì bây giờ mình sẽ kiếm bài gì hát, hai đứa cùng song ca hát gửi tặng cho các bạn xem. Rồi bây giờ chắc hát thử bài Chim Trắng Mồ Côi nha. Em hát khúc bốn cái ở trên hử. Tình anh như nước con sông dài, con nước về chở cây trái trổ bông. Tình em như lúa xanh trên đồng, cây lúa chờ ngày mùa đơm bông. Chiều quê hai đứa hay vui đùa, em cánh cò anh chim sáo mồ côi, phù sa vuông đắp chia đôi bờ, anh bên bồi em bên lỡ chờ mong. Thương nghe câu mái đậy, nhớ điều lý tình tang, ngừng khúc chờ nhau khi mùa lúa chân sẽ đón đưa nhau. Trăng sắp tàn trôi xa nơi bến đậu, chim sáo bay xa mãi không về, anh vẫn chờ em nơi đây bến lỡ rồi nhớ thương anh cô hát. Hát không nổi, hát lại. Rồi nhớ thương anh cô hát mong chờ. Cái đó bây giờ sẽ hát, giờ sao ta? Em vô trong video mà em sao nó bự dữ vậy ta? Bên ngoài có bự không? Thì ở trong ở ngoài giống nhau, ở ngoài ở trong lúc nào nó cũng nhỏ hơn ngoài ở trong. Cái mặt chị ở ngoài vẫn bự hơn trong. Rồi đến mình sẽ hát một bài hát duyên phận gửi tặng đến cho các bạn nha. Giờ sao ta đó, chuyên gia. Phận là con gái chưa một lần yêu ai, nhìn về tương lai mà thấy như sóng rộng đường dài. Cành nhà nêu đơn bầy em chưa lớn, trĩu đôi vai gánh nhọc nhằn, thầy mẹ thương em nhớ tim người sẽ duyên, lòng cầu mong em đậu bến cho yên một bóng thuyền, lứa đôi tình duyên còn chưa lưu luyến, sợ người ta đến em khóc sao bao lời khuyên, chưa yêu lần nào biết ra làm sao, biết trong tình yêu như thế nào, sống sâu là bao nào đó được đâu, lòng người ta ai biết có dài lâu, qua bao thời gian sống trong bình an lỡ
yêu người ta rêu trái ngang. Rồi tiếp tục sao nữa? Trái ngang rồi sao nữa? Sông sâu tùy sông, làm sao mà trong chưa đổ bên, biết nơi nào được trong. Rồi người ta đến, theo họ hàn hai bên. Một ngày nên duyên, một bước em nên người vợ hiền. Bỏ lại sau lưng, bay em ngơ ngác đứng trông theo mắt đượm buồn. Thầy mẹ vui hơn, mở lễ trang rưng rưng, dặn do con yêu phải sống theo gia đạo bên chồng. Bước qua dòng sông, hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không? Bước qua dòng sông, hỏi từng con sông, đời người con gái không muốn yêu ai được không? Hay quá, hay quá, hay quá cả nhà ơi, cho cảm chị ơn, em cảm ơn nhiều thắc mắc nha cả nhà ơi, chị em hát hay chưa? Trời, kiếm bài gì nữa hôm nay? Hôm nay phải mỗi người hát trên dưới hai bài để tặng cho các bạn nha. Chứ lâu quá rồi mới gặp. Đó, gặp Nhung Hà. Từ bao lâu ha? Tháng 6, em nói tháng 6 là tháng, tầm mùa hè đó. Học gặp trước tháng tháng 2, tháng 3 là chị đó. Em nhớ là ngày sinh nhật của em mà chị gửi hạt giống đó, đúng hai cái ngày sinh nhật của em luôn, tháng 4. Tháng 4 là trước đó nữa. Trước đó thì trước đó chắc nữa. Cũng hơn một năm rồi các hơn bạn. Một năm. Bây giờ nói chuyện nhau hàng ngày. Giỡn nhau hàng ngày nhưng mà bây giờ mới thấy bằng xương bằng thịt các bạn, mới thấy thực tế ở ngoài. Có bà trắng, bà trắng hơn mình nhiều luôn á. Trời ơi, cái tay em thấy ghê không? Dạ em vẫn ngâm, ngâm duyên. Cái tay em bự dữ đó. Làm video. Chờ cái tay chị Viên nhỏ xíu, nhỏ hơn em dữ vậy hả? Ôi bà trắng ghê không? Ôi em đen thui luôn. Dạ ngâm, mỗi người có mỗi cái da khác nhau. Duyên, đen, đen duyên, đen mặn, đen mà. Cái này lúc bao nhiêu tuổi mà đẹp vậy à? Mới năm ngoái. Trời ơi, YouTube ăn hết bao nhiêu thịt của chị em rồi. Lúc chưa làm YouTube với các bạn, rất là dễ thương, để coi. Nhìn cái hình nhìn không ra. Nói chung là không có phải mình hết. Cái phone nó giúp một thời gian nữa, nó giúp mình nữa, chứ không phải là không phải là mình hết, làm sao mà thấy được cái hình này. Ăn ngon rồi ngủ kỹ, ngủ đầy đủ một ngày 8 tiếng cho nên cái mặt nó phính như thế này. Đó đó. Còn bây giờ làm YouTube ngày ngủ có 5 tiếng là cao tay, có khi chính xác đó cả làm YouTube 6 tiếng đồng hồ là mừng lắm. Rồi có khi trưa rồi chở con đi học xong rồi cái ké ngủ được một tí cho nó đỡ, rồi bắt đầu tối hay thức khuya lắm. Giống như Robert còn hơn Robert nữa cả nhà. Ai làm YouTube mới hiểu được cái cảnh làm YouTube. Ta nói hả, một ngày không đủ ngủ, bữa nào mà làm xong được video rồi là mừng, là muốn chỉ lăn ra ngủ một cái cho nó đã vậy mà không được, phải dậy cơm nước cho chồng con. Nhiều lúc mình cái lúc mà rảnh mình muốn ngủ, mình nằm mình ráng mình ngủ nhưng mà không được, không có phải giấc ngủ của mình cho nên cũng khó. Đây đó. Đó. Giờ sao? Hát tiếp hả? Em hát bài gì? Hát bài nhạc trẻ em. Em đâu biết hát nhạc trẻ. Xin giới thiệu với các bạn bây giờ Nhung Hà, cuộc sống Mỹ, cô gái vùng núi rất là duyên dáng. Bây giờ sẽ hát một bài hát gửi tặng đến cho các bạn là bài hát Vọng Cổ Buồn. Bắt đầu. Ta-da. Rồi bắt đầu nha. Đêm dài nghe tiếng vọng cổ buồn, nức nở dần trăng khuya cũng đang buồn tiếng khóc. Tiếng gọi nhịp sóng loang ai quán khúc tơ lòng, như tiếng lòng chim quyên đang đón gió thu về.
Anh giờ xa xứ bỏ quê nhà, bỏ lại tình em bên chiếc cầu tre cuối sông, bỏ lại dòng sông xưa hai đứa vẫn hẹn hò, bỏ lại vẫn trăng non em thức đón anh về. Họ ơi trên nhánh sông phù sa, mù con bướm đang quay về, về đâu con nước lớn nước rộng, dịu hiu như khúc hát tình em. Họ ơi công công xe sang xe, mình anh em đứng đợi anh về, còn thương còn nhớ bóng con đò, về nghe câu hát lý chờ mong. Ai đã cùng em thề câu nguyện ước, trầu cầu mâm quả đưa sang đàn trai đón dâu về. Chim quyên có bạn có bay, nỡ sao anh để lẻ bay lòng em. Có thương có nhớ quê nhà, về mà nghe giọng cô nhớ hoài tình em. Tình ta rinh tình tinh. Hay quá, vỗ tay. Tới chị của mình Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ sẽ tặng tới cả nhà một bài hát khác nha. Bài hát gì ta? Rất tiếc là không có thuộc. Nói sao ta? Rồi bây giờ đến lượt Nhung Hà sẽ hát một bài hát Bông Điên Điển, gửi tặng cho các bạn nào mà đi lấy chồng xa, có nhớ gia đình thì nhớ nha. Bây giờ Nhung Hà sẽ trình bày, tiếp tục chuẩn bị lấy khăn thấm nước mắt. Chuẩn bị như cả nhà. Tại cái bà này cũng rất là tâm trạng như mình, 3 năm rồi mình vẫn chưa có về thăm mẹ của mình, nên là mình muốn tặng bài này đến cho mẹ mình luôn. Trước một cái đoạn hò để Nhung sẽ vô bài hát nha các bạn. Hò ơi, má ơi đừng gả con xa, chim kêu dường hú, chim kêu dường hú, biết nhà má đâu. Em đi lấy chồng về nơi xa xa, đem ru điệu hát dòng họ trên môi. Miền Tây xanh sắc mây trời, phù sa nước nổi, người ơi đừng về. Với màu điên điên say mê, vàng trong mắt vô về gót chân, trót thương tình nghĩa vợ chồng, nên bông điên điển nhớ cho lòng dân dương, tình thương em khó mà lường. Chồng cần không lấy em lấy chồng xa, giờ đây nhớ mẹ thương cha, còn đâu mà thông thơ đi về nhà thăm. Xa xăm nơi chốn mừng điền, ăn bông mà điên điển, nghiêng mình nhớ đất quê, chồng xa em khó mà về. Sao nữa? Hết chưa? Họ ơi, họ ơi, họ chồng xa em khó mà về. Hay quá, xúc động quá. Hôm nay á, là hai chị em ngồi gặp hát, giống như là không biết trăm năm rồi mới gặp lại hay sao, kiểu vậy chị, cảm giác hồi lúc mà hồi có lúc... gặp bao giờ đâu mà gặp lại, chưa gặp lần nào, chỉ gặp ở trên video rồi ngày trên nào cũng nói chuyện hết, nhưng trên mà... Facebook thôi, chưa bao giờ gặp như thế này mà
nói là 100 năm chưa gặp lại, đúng rồi các bạn. Đời người chỉ sống được 100 năm, bây giờ mới gặp được có một lần trong đời thì 100 năm rồi, đúng rồi. Lâu, trời ơi, năm mấy hả chị ha? Trời ơi, nói xuống đây gặp chị mà xuống đây là ông xã hối 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 là không gặp được. Trời ơi, không biết bao nhiêu lần luôn mà hôm nay mới gặp được này cả nhà. Hôm nay ông xã nghỉ làm đó. Hôm nay ông xã nghỉ làm đó, không thôi là tại vì ảnh chủ nhật thứ bảy anh cũng xuyên đi làm thêm đó, nên là tranh thủ dữ lắm mới chở vợ xuống chợ châu Á để mua, mà nhà chị em gần ở chợ châu Á nên là cũng 20 phút gì hả? Ừ, chạy chắc 15 phút. 15 phút cơ đó. Đó, không biết bao nhiêu lần rồi mà muốn gặp lắm mà gặp không được, bây giờ mới gặp được đó cả nhà. Trời ơi, quý quá rồi, cứ bữa sau đi chợ thì cứ gặp tiếp thôi. Thôi vậy đi hết cả nhà. Ừ, các bạn ơi, các bạn và các em nhỏ ơi, hẹn các bạn nha, mùa hè tới này Vinh Nguyễn Thị và Nhung Hà đi hái trái cây, sẽ cùng nhau xách thúng. Mình chắc order cái đầm gánh sẵn ở bên Việt Nam rồi, có gì mỗi đứa 2 thúng, xong mỗi đứa gánh đi một đoạn, hát một bài rao bán trái dâu tây ha. Hát vui đó chị ha. Vui lúc đó chắc là vui lắm. Thì bây giờ chuẩn bị đi lên lịch gần tới rồi, gần tới bây rồi, giờ là hái được rồi, nhưng mà chị nghĩ khoảng 1 tuần nữa là dâu với là trái cây, dưa leo. Dưa leo bây giờ có rồi. Mình đi hái leo hay là đậu, hái rau đậu. Đi hái rau hoặc là đi rau. Rau bây giờ chị rau, người ta có bán hoa nữa, người ta có bán hoa bí á. Hoa bí, những cái hoa đực, những hoa người ta bỏ đi người ta hái. Ủa, bên Mỹ họ cũng bán hoa bí á? Bán chứ, ở farm á gần đây nè. Nhưng mà mình đâu có thích ăn hoa bí đâu, mình thấy hoa là coi như cây hơn. Mình bị hoa bí ở đây người ta bán rất là mắc, 8 hay 9 đô gì 1 pound, nhưng mà 1 pound của nó to đùng về, nhưng mà cân thì các bạn biết rồi đó, nó phòng thôi. Bây giờ thì hẹn các bạn, hẹn các bạn và quý bà con xem hai kênh YouTube Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ và Nhung Hà, Cuộc Sống Vùng Núi. Nhung Hà hả? Nhung Hà Cuộc Sống Vùng Núi ở Mỹ. Vùng núi ở Mỹ, nhớ là lên núi nhưng mà ở Mỹ. Các bạn kêu trời ơi sao mà chị qua Mỹ mà chị ở trên núi vậy chị? Ở trên núi, ở Mỹ, ở trên núi rất là, tinh thần của mình rất là lạc quan, thoải mái, rồi yêu đời, không khí ở trên nó rất là tốt. Đó, ở dưới này thì khói bụi hơn, ở trên nó có em thời tiết. Em cũng hỏi ông xã em nói tại sao mà chỗ đi làm gì mà họ xa vậy, mà anh đi cả tiếng đồng hồ mới tới chỗ làm mà mua nhà chi xa dữ vậy. Ca nói là ở dưới bờ thành phố một sau một ngày bận rộn mệt mỏi thì muốn lại trên núi có một chỗ yên tĩnh để nghỉ ngơi và relax, là thư giãn, rồi hửi được cái không khí trong lành ở trên núi, rồi được ngắm cảnh núi này kia. Ông nói vậy đó. Thì đó, em quay trong phim chị nhìn chị cũng thấy thích nữa. Chứ đừng nói sống ở đó, nhưng mà tiện cho mình, không có tiện cho mình đi lại về đi chợ thôi. Thì là mình mua. Em nè, chuẩn bị đi nuôi gà, nuôi heo, nuôi vịt. Nhưng mà sau khi nuôi rồi đâu có muốn ăn đó. Quà của mình nè cả nhà ơi. Này lá cẩm hả chị? Chanh dây. Ở đây lá cẩm nè. Đây là bịch lá cẩm của mình nè cả nhà ơi. Bên đây là chanh dây nè, mình có chanh dây và lá cẩm rồi. Và cải ngọt và cải cây mà mình yêu thích nữa. Em cảm ơn chị Vin. Đây. Về trồng đi, về trồng liền chứ không thôi nó héo. Trồng liền. À. Bỏ vô cái hũ như nào cái... không? Thì em trồng hũ càng bự thì nó càng tốt, nhưng mà cái lá cẩm là phải trồng trong nhà. Dạ. Trồng ở ngoài cái nó yếu lắm. Trồng ở gần cửa sổ đó, hái là nấu bánh, làm bánh ha. Rồi để dẫn Nhung Hà tới. Cái lá dài dài là chanh dây, cái lá nhỏ nhỏ là lá cẩm đúng không? Ừ. Dài dài là chanh dây, lá cẩm. Nhắc tới cô Lý nè. Chào cô Anh, cổ thích gọi là cô Anh. Nhung chào Hà anh. Nhung Hà nhắc tới cô Anh nè các bạn ơi. Nhung Hà nhắc tới cô Anh nè. Cô Anh ơi, cảm ơn cô Anh được trước gì cho đó. Cho mấy trái dâu cho con, nhưng mà chị thôi để lần sau con lấy nha. Cảm ơn cô Anh. Mấy cái dâu bữa hôm cô lạnh lội đường xa đi từng cây, nhặt từng cây cho con, trời ơi cái cưng cô quá hà, nhưng mà không có gặp được cô, lần sau nha cô, cảm ơn cô. Quất tay đôi không thôi, không biết đâu rồi, chạy đi rồi đó, xem nào, gõ phone đi. Asian dạo bước phở Asian trên đường market. Phố đây, xe đây
Sao ai nó nhìn mình kìa. Có biết mình không mà nhìn dữ. Ngủ rồi hả? Rồi. Tạm biệt ha. Tạm biệt. Gặp sau nha. Bắt tay miếng nè. Tay về hàng gì. Làm cái vườn ra cây nào cây nấy lên cũng tốt hết trơn. Cây. Các bạn ơi, bây giờ mình đang chạy xe thì mình sẽ hát một bài hát gửi tặng đến cho các bạn nghe cho vui nha. Bài hát gì ta? Hát mỗi thứ khúc nha các bạn. Mưa rừng ơi mưa rừng, hạt mưa nhớ ai mưa triền miên. Phải chăng mưa buồn vì tình đời, mưa sầu vì lòng người. Duyên kiếp không lâu, mưa từ đâu mưa về. Làm muôn lá hoa rơi ta tới. Phải chăng mưa sầu vì lòng người, mưa sầu vì tình đời. Duyên kiếp không lâu. Ai khổ vì ai? Anh biết chân anh, em khổ vì ai? Em khóc vì ai? Ngày vui đã tan, nhân tình thế thái, còn lại đống tro tàn. Em muốn kêu lên cho thâu tận trời cao xanh, rằng tình em yêu sao sống đời đã vô. Em muốn kêu lên cho thâu tận trời cao xanh, rằng tình em yêu sao sống đời đó phù du. Sớm nỡ tôi tàn, xót xa duyên mình chưa thầm. Xót xa duyên mình chưa thầm đã lìa xa. Thuở xưa ngày đầu của nhau hai đứa van câu tình ca. Ngày đầu của nhau em đón đưa. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Nếu các bạn xem video của mình các bạn cảm thấy yêu thích thì các bạn nhấn nút đăng ký để cho mình làm những video mới khác mình gửi đến cho các bạn xem cho vui ha. Các bạn ơi, nhớ nhấn nút like giùm mình nữa nha. Nếu các bạn muốn chia sẻ video của mình đến cho mọi người cùng biết, các bạn chia sẻ giùm mình luôn nha. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Tạm biệt các bạn.